Xin chào cả nhà. Sáng nay tự nhiên ngủ thức dậy cái ngoài trời tối thui tối thắt rồi cả nhà. Trời mưa nữa chứ, đen thui luôn. Chuẩn bị chuyển mùa rồi đó cả nhà. Bắt đầu tâm trạng mình đi xuống nha. Ở đây thời tiết mà vô cái mùa gần mùa đông á, tâm trạng đi xuống lắm, dễ bị trầm cảm. Sáng sớm đang định bữa nay không biết nấu gì nữa cả nhà. Em đang định đi lục tủ lạnh coi có gì mình nấu nè. Bracat thì sáng là bồng Ranvi. Ranvi sáng đòi ba vậy lắm. Sáng kêu ba phải bồng cho bằng được. Không ba thì ba bận thì là đòi mẹ. Nên mẹ chồng nhưng đang làm đồ ăn sáng nữa nè. Đây, mẹ chồng nhưng đang làm đồ ăn sáng. Cái này là boha. Boha là cái gạo mà phơi khô á cả nhà, giống như cơm dẹp của mình vậy đó, người ta ép ra như cái hình cơm dẹp vậy đó, mà làm bằng cái gạo đỏ. Gạo đỏ thì ăn nó tốt hơn gạo trắng. Mẹ dương trộn với lại đường với xác dừa khô đó cả nhà, đó là cái món ăn sáng đơn giản của người Ấn đó. Sáng nay cho Danvi vận động nè ông bà cô chú. Để đồ ra kia Ranvi bỏ vô máy giặt. Cho vận động như vậy thích lắm cả nhà ơi. Cứ kêu làm là thích. Giờ đâu có biết làm việc là gì đâu. Thấy có cái gì giống như tưởng đồ chơi vậy á. Kêu bỏ đồ máy giặt cái hăng hái gì nè. Không biết vài năm nữa nó có hăng hái gì không tê. Nó ham chơi rồi cái nó để cho mẹ giặt với ba giặt thôi. Còn bây giờ khỏi kêu nó chạy lại, nó giành nó bỏ nữa nè cô chú. Rồi con bỏ vô đi. Rồi. Giỏi quá thầy. Rồi giỏi thế. Giỏi thế còn nhiều lắm kìa. Đi để dắp té nha con, cẩn thận nha. Giỏi quá à, làm liên tục luôn, không có nghỉ luôn. Coi nè cả nhà, trời nè, đang mưa nè, nhiều nè. Mưa thì không có phải là mưa rất là lớn nha, mưa nhưng mà nó cứ nhiễu hạt vậy nè. Nó nhiễu hạt á, lâm râm hạt. Đây trời thì đang tối thui à. Đi bắt nồi cơm lên. Là đã nấu đồ ăn nữa không hồi quên. Không làm cái sợ quên cơm. Lấy cái nước vo gạo này lại để dân rửa mặt, rửa sáng da. Để rã đông á. Bữa nay làm món thịt kho tôm. Thịt ram á cả nhà, ram lên với lại tôm, kiểu giống như là ram khô á. Nhưng mà có một chút tôm nữa nó sẽ ngon hơn. Rồi.
cho ít bột tỏi, chút muối, muỗng đường. Món thịt là dân nêm đường nha, có đường mới ăn được. Miếng nước tương, chút tiêu, trộn lên. Dương kho cá rồi là Dương hạn chế đường, cá, canh, rau rồi đó, Dương không có nêm đường. Nhưng mà nấu thịt là Dương sẽ nêm đường. Thịt phải có đường nó mới ngon. Mấy cái món kia không đường được. Để đây ớt thôi. Tôm thì Dương ớt miếng bột tỏi với lại muối thôi. Là xíu muối. Đang bắt cái nồi nước nóng để trụng cái nồi đổ bỏ rồi mới tiến hành làm thịt kho với lại tôm cả nhà. Cho củ hành tây. Đáng lẽ là xài củ hành tím với lại tỏi tươi mà nhà hết hai cái đó rồi. Thôi lấy củ hành tây làm đại. Chuẩn bị chuyển nhà nè cả nhà. Cho nên là hết thì cũng không có đi mua. Để xài tạm đỡ. Cho bột tỏi khô nha. Không có tỏi tươi mình xài tỏi khô đỡ. Cho thật vô luôn. Đổ một chút nước, ít thôi. Xanh sắp nước nè, bây giờ Dương cho tôm vô. Tiêu lên. Cũng là bỏ ớt mà có ranh vi ăn nhưng không bỏ ớt, bỏ tiêu thôi. Vậy là xong rồi đó, giờ Dương tắt bếp thôi. Nấu cơm đồ ăn làm xong hết rồi cả nhà. Bây giờ có một chút thời gian Dương dự định chia sẻ cái thông tin mà Dương nói Ấn Độ không có phù hợp cho phụ nữ Việt Nam. Hôm trước Dương có chia sẻ vậy, nhưng mà Dương chưa có chia sẻ chi tiết cho cả nhà mình là tại sao mà Dương chia sẻ như vậy. Thì hôm nay là Dương sẽ chia sẻ để cho mọi người mình có cái thông tin để tham khảo thôi nha. Tại vì đây cũng là một cái góc nhìn cá nhân của Dương thôi. Còn Dương cũng mỗi một người mỗi cái cách suy nghĩ khác nhau. Mình không có đánh đồng chung được. Nhưng mà riêng cá nhân Dương thì Dương có chồng Ấn Độ. Rồi Dương có đi qua bên Ấn Độ. Rồi
Nói chung là Dương cũng trong gia đình là Việt Ấn, cho nên Dương cũng biết nhiều cái thông tin, thì Dương chia sẻ cho chị em phụ nữ mình, ai mà chưa có thông tin hay là cần cái thông tin mà để tìm hiểu thêm thì có thể là tham khảo thôi nha cả nhà. Mà trước khi mà Dương chia sẻ, Dương muốn nói cái này, có nghĩa là mọi người mà nghe Dương nói cái thông tin không phù hợp như vậy, cái cứ nghĩ là Dương đang phê phán hay là đang nói xấu về Ấn Độ. Không phải như vậy nha cả nhà. Dương có chồng người Ấn, Dương có gia đình người Ấn nữa, gia đình chồng Dương đều là người Ấn Độ nữa, thì Dương không có mang cái ý là nói không tốt hay là phê phán hay cái gì hết. Cái này là cái thông tin để Dương chia sẻ với mọi người, để ai có nhu cầu tìm hiểu thông tin. Giống như có cô hôm trước có nhắn cho Dương là cô có con gái đang quen người Ấn Độ đó, cho nên là Dương cô muốn theo dõi cái kênh của Dương để mà cô cũng tìm hiểu thêm. Cho nên Dương thấy là nếu ai mà có cần cái thông tin á thì mình có thể tham khảo. Rồi đầu tiên để Dương chia sẻ những cái thông tin này để cho cả nhà có động lực hơn, chứ để về sau cái Dương chia sẻ rồi cái nghĩ là Dương nói không phù hợp, vậy là cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng mà trước tiên thì đây là những cái trong cái đời sống thực mà Dương đã chạm phải và Dương biết được, thì Dương chia sẻ cho cả nhà. Thì Dương kết hôn với Prakash người Ấn Độ thì cả nhà cũng biết rồi, lúc nào Dương cũng làm video để đăng lên cho cả nhà xem. Thì Prakash rất là tốt, mọi thứ đều rất là tốt quá cả nhà, gọi là người đàn ông của gia đình rồi. Lên đây cái lại khen chồng nữa cả nhà. Rồi mẹ chồng Dương hiền lắm cả nhà, không có gì đâu, hiền lắm. Gia đình chồng Dương cũng vậy nữa, rất hiền, rất thân thiện, rất tốt bụng đó. Nói chung là gia đình chồng Dương là gia đình cũng giống như truyền thống Việt Nam mình vậy đó, người ta cũng yêu thương nhau rồi quan tâm nhau, giúp đỡ lẫn nhau, rồi gia đình lúc nào cũng nghĩ về nhau. Nói chung văn hóa Việt Nam mà về cái phương diện gia đình nữa với giống như Ấn Độ cũng giống giống nhau lắm cả nhà. Gia đình chồng Dương hiền lắm, không có khó hoặc là cũng không có gì hết cả nhà, thân thiện lắm luôn. Và xung quanh Dương lúc trước hai vợ chồng Dương sống ở Việt Nam á cả nhà, là biết cũng khá nhiều bạn người Ấn Độ có vợ Việt Nam, giống như cái người bạn của bạn Ấn Độ đó là Prakash, bạn mà những anh chàng mà có vợ Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam lúc đó, mẹ hai chồng Dương sống ở Sài Gòn cả nhà. Thì để Dương chia sẻ cho cả nhà mình có động lực. Nếu ai đang quen Ấn Độ có động lực. Bạn của nói chung là bạn của chồng Dương cũng như là hai vợ chồng nha cả nhà, thì lấy chồng Ấn Độ, một bạn là hiện tại có con rồi, rồi đang sinh sống tại Việt Nam Sài Gòn mình. Hai vợ chồng rất hợp nhau, rất hạnh phúc. Chồng đi làm có bao nhiêu đưa tiền cho vợ, vợ muốn xài cái gì xài, muốn ăn uống chi tiêu, nói chung là phóng khoáng lắm, không có ki bo, không có gì mà phải phàn nàn hết, có như tiền móc túi đưa vợ hết luôn cả nhà. Đó là chồng Ấn Độ nha, là cô vợ đó đó. Rồi sống chung với gia đình vợ nữa rất là hòa thuận vui vẻ, nói chung là rất hạnh phúc luôn. Đó là một cái gia đình mà Dương biết ha. Rồi thêm một cái người bạn nữa, cái anh đó người Ấn Độ làm quản quản lý trong công ty mà kỹ sư công nghệ thông tin đó cả nhà. Anh đó là quản lý thì cũng có vợ Việt Nam, thì có vợ Việt Nam thì hiện tại hai vợ chồng đó đã chuyển qua bên nước Đức, đang làm việc bên Đức cả nhà. Đó, người ta cũng rất là hạnh phúc, không có gì hết. Rồi thêm một cặp nữa là cũng chồng Ấn Độ vợ Việt Nam, thì hiện tại hai bạn đó đi qua Canada, đang sinh sống và làm việc tại Canada, cũng rất là hạnh phúc, không có gì hết đó cả nhà. Đó là những cái cặp đôi mà trong đời sống thường ngày bạn bè với gia đình của Dương luôn á, Dương biết luôn á là lấy chồng Ấn Độ vợ Việt Nam đều rất vui vẻ hạnh phúc. Và hiện tại thì cái cuộc sống làm việc đồ đi khắp nơi
Đó cả nhà, đó là những cái trường hợp mà xung quanh bạn bè của Dương đều biết luôn. Cho nên là lấy chồng Ấn Độ thì cũng rất là tốt, hạnh phúc. Nó tùy thuộc vào cá nhân của hai người tìm hiểu nhau rồi mình có tiếng nói chung như thế nào thì cuộc sống mình nó hạnh phúc thôi. Cái đó ai mà quen nhau thì mình phải tự tìm hiểu cả nhà. Dương không có nói chung là hai người phải tìm hiểu cho thật là kỹ thì sẽ có kết cục tốt đẹp thôi. Còn cái hôm nay Dương chia sẻ vô vấn đề hôm nay á, là tại sao Dương chia sẻ là không phù hợp, tại vì ngoài hai người yêu thương nhau rồi chia sẻ với nhau thì cái vấn đề mà riêng cái góc độ cái nhìn cá nhân của Dương thì Dương nói không phù hợp cái chỗ này. Có nghĩa là khi mà mình sống ở Ấn Độ á, là trong xã hội Ấn Độ, Dương nói về xã hội nha, không có liên quan gì con người hay gì hết, đừng có nhiều người vô cái nói phê bình phê phán, không có liên quan gì hết. Nhưng không có phê phán phê bình gì hết nha, cái này Dương chỉ chia sẻ cái thông tin là trong cái xã hội Ấn Độ nó có tồn tại một cái này, là cả nhà mình thường hay nghe báo đài đó. Dương chỉ nói hai cái vấn đề chính hôm nay về báo đài nói thôi, nhưng mà báo đài người ta chỉ nói thông tin chung chung, mình không có biết được cái chi tiết nó làm sao, thì Dương chia sẻ cái chi tiết để cả nhà mình hiểu rõ hơn. Cái đầu tiên là phân biệt giai cấp, là ở Ấn Độ họ phân biệt giai cấp rất là khủng khiếp. Khủng khiếp là tầng lớp đó cả nhà. Họ sẽ trong cái xã hội họ sẽ phân ra tầng lớp thấp thấp lên lên cao 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 vậy đó. Nói chung là từ nhỏ xíu tầng thấp cho tới phân tầng như vậy đó. Và họ kết hôn á, khi mà họ kết hôn á là lúc nào họ cũng phải chọn kết hôn cùng tầng lớp, nghĩa là mình không có được tự do kết hôn, lúc nào cũng là kết hôn sắp đặt. Cái nhiều người nghe tới đây nói tại sao vẫn thấy nhiều gia đình người ta vẫn kết hôn, thì Dương đang nói về trong cái xã hội ở tại Ấn. Còn có những cái gia đình đó có khác biệt, giống như gia đình Dương vậy nè, có khác biệt nhưng mà tỷ lệ rất là ít, 1 tỷ mấy dân thì mình được có chừng vài chục cặp được như vậy thôi cả nhà. Có nghĩa là tỷ lệ rất là ít nha. Mình đang nói trong cái xã hội Ấn người ta phân biệt cực kỳ, phân biệt luôn. Nhà giàu người ta chỉ kết hôn với nhà giàu thôi, rồi nhà nghèo kết hôn với nhà nghèo, tầng lớp nào kết hôn với tầng lớp đó. Họ không có kiểu tầng lớp này kết hôn tầng lớp kia, không có kiểu là một cô gái siêng năng học giỏi trở thành bác sĩ kỹ sư cái được kết hôn với cái nhà giàu đại gia. Không có giống như Việt Nam mình, giống như mấy cô diễn viên ca sĩ rồi đó, không biết xuất thân bình thường thôi, miễn có tình yêu thương với đại gia cái người ta kết hôn. Nhưng Ấn Độ thì khác nha, Ấn Độ không có chuyện đó. Ấn Độ là giai cấp đó, cái người đó phải giàu có, phải người thuộc tầng lớp mà quý phái quý tộc thì người ta mới được kết hôn với cái đại gia đó. Nghĩa là đại gia lấy đại gia đó cả nhà, đại khái là vậy đó. Rồi người bình thường mình đó thì lấy người bình thường, rồi cái tầng lớp mà thấp 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 mà gọi là kêu là không không có nhà cửa không việc làm gì, đại khái là người ta ăn xin hay cái gì đó, mình nói đây là tầng lớp là thấp 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 nữa đó, thì người ta chỉ được lấy vậy thôi. Bây giờ mình có cố gắng mình có phát triển hơn thì mình cũng không có thay đổi cái giai cấp mình được nha. Cho nên là cái đó là cái mà Dương chia sẻ cho cả nhà, cái chi tiết là vậy đó. Là tại sao Dương, đối với Dương thôi, Dương thấy như vậy là cái cuộc sống trong cái xã hội như vậy á là nó không có phù hợp. Tại vì mình xã hội mình đâu có phân biệt giai cấp gì đâu, mình muốn lấy ai lấy, mình quen nhau thì mình có tình yêu chủ yếu hai người tìm hiểu thôi. Nhưng mà trong trong xã hội Ấn người ta vẫn giữ cái văn hóa đó. Cái văn hóa đó là nếu mà mình sống tại đó thì mình phải theo văn hóa đó. Mình có thay đổi, ví dụ mình có con mình đi, cái mình nói tôi dễ, tôi muốn gả cho ai cũng được, nhưng mà cái người kia người ta đâu có giống mình sống trong xã hội đó thì mình phải theo, là người ta phải tìm hiểu gia đình đó, gia đình mình là thuộc cái tầng nào may nào, rồi gia đình đi xem bói nữa, nghĩa hai người kết hôn với nhau là phải xem bói, thầy bói nói được lấy thì lấy, không được lấy là coi như không được lấy vậy đó. Nghĩa là người ta theo cái phong tục đó rồi, không có thay đổi được. Nó ai sống trong xã hội đó mình phải theo,
đó đó là cái mà Dương nói là đối với riêng cá nhân Dương thôi là thấy không có phù hợp là vậy đó. Rồi cái không phù hợp thứ hai á là mọi người hay xem báo đài người ta nói kiểu hiếp dâm tập thể đó cả nhà, thì cái đó cũng là cái rất là nhức nhối, tại Ấn là báo đài người ta đưa tin hoài người ta hiếp dâm tập thể. Thì cái này Dương biết Dương chia sẻ nha, gia đình chồng Dương nói thì miền Bắc Ấn là hay, rất hay xảy ra những cái chuyện hiếp dâm tập thể, còn miền Nam thì đỡ hơn đó, chủ yếu những cái chuyện lớn hiếp dâm tập thể nó sẽ xảy ra tại miền Bắc của Ấn đó cả nhà. Thì cái vấn đề này á, khi mà nó còn nhức nhối trong xã hội á cả nhà, khi mà người ta vẫn hành động như vậy thì chứng tỏ là người ta những cái người bảo vệ người ta không có được bảo vệ, thì không có được bảo vệ cho nên là nó mới xảy ra cái tình trạng mà tập thể như vậy đó, là trong cái xã hội nó tồn tại. Khi mà mình sống tại đó thì mình có thể là mình sẽ lo sợ, và cái thứ hai là mình đi đâu mình cũng phải cần có người đi theo. Rồi ví dụ chồng mình nó đi làm rồi ai đi theo mình, ví dụ vậy đó, thì theo Dương thôi, nó như vậy thì mình sẽ không có được tự do, mình đi đây đi đó, mình muốn đi phải có người đi với mình này nọ, mình không có được tự chủ đó. Hai cái đó là Dương thấy nó rất là nhức nhối trong cái xã hội, cho nên Dương chia sẻ thôi, đó là nguyên góc nhìn cá nhân thôi nha. Còn cả nhà thấy khác thì nó khác thì Dương không biết, riêng Dương thấy như vậy Dương chia sẻ. Cả nhà nếu mà có ai cần thông tin thì tìm hiểu thêm nha cả nhà nha. Phân biệt cực gay gắt như vậy nè cả nhà, người giúp việc á, là phải xài cái bồn rửa chén riêng, cái bếp riêng, không có được nấu cái bếp với cái bồn rửa chén chung với chủ đâu. Ví dụ người ta mướn giúp việc á, là cái nhà người ta xây tới hai bếp hai bồn đó, là một cái bồn bếp là của chủ, là để chủ xài gì kệ chủ, còn người giúp việc á, nấu nướng gì rửa gì á, là phải có cái bồn rửa chén với cái bếp riêng, không có được xài cái bếp của chủ. Rồi nhà cửa ghế đồ cũng không có được ngồi chung chủ. Nói chung phân biệt như vậy á cả nhà, phân biệt gay gắt quá. Nhưng thấy Dương nhìn phân biệt như vậy Dương không có thích, Dương không có thích cái phân biệt như vậy, cho nên đối với Dương, Dương thấy nó không phù hợp là vậy đó. Tự nhiên người ta giúp việc cái bắt người ta xài một cái riêng như vậy đó, mình cảm giác được mình cảm giác là giống như là mình quá phân biệt, mình cảm thấy họ không được may mắn rồi mà đi giúp việc làm mà còn bị phân biệt như vậy nữa, mình cảm thấy giữa con người với con người nó không có sự kết nối. Đó là Dương đặc biệt cái đó, Dương rất rất là không thích cái đó luôn á. Rồi nhà giàu với nhà giàu chơi với nhau thôi. Nhà giàu thì họ mới có tiền xây cái này cái kia, mà khi họ xây cái này cái kia đẹp đẽ thì họ chỉ tạo một cái nhóm và thành viên toàn là người giàu với nhau, đi chơi đi ăn đi uống gì ở một cái nơi đó. Khi mà mình ở tầng lớp khác hay là mình bình thường mình có tiền mình cũng không được phép vô nữa cả nhà, phân biệt như vậy đó. Cho nên là rất là khó trong cái xã hội phân biệt như vậy, mình cảm thấy không có được thoải mái, giống như mình có tiền mình cũng không được vô nữa, phải thành viên, phải nhà giàu quý phái, nói chung là gia tộc nào đó với nhau chơi với nhau thì mới được đi vô đó uống cà phê hay đi vô đó để mà xài mấy cái câu lạc bộ đó. Rồi nhà người ta ở ngoài bình thường cái người ta có tiền cái đi tới cửa cũng không cho người ta vô, đó là cái cuộc sống như vậy đó cả nhà, nó khó khăn lắm. Cho nên á là cả nhà mình có cần biết thêm thông tin gì, cái Dương nói tốt nhất là cả nhà nên đi qua bên Ấn Độ để mình tìm hiểu chính xác, rồi mình nhìn thấy, rồi mình tham khảo tham quan xung quanh để mình hiểu hơn thì tốt hơn là mình nghe người khác nói. Cho nên Dương chỉ khuyên cả nhà là mình nên đi đến đó thôi. Khi mà mình có quen biết tiến tới hôn nhân thì mình nên đi đến đó để mình có cái nhìn bao quát. Để làm chi? Để hai người mình trao đổi cho thật là chi tiết, để mà mình có cuộc sống nó vui vẻ, hạnh phúc.
cả nhà nha, đó là cái nho nhỏ mà Dương muốn chia sẻ cho cả nhà mình. Hôm nay Dương xin tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ cho Dương và Prakat Family, kênh Vợ Việc Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan. Xin chào.